cửa đây. Khách VIP, khách VIP, khách VIP. PM. Bạn hôm nay có một khách rất chi là VIP. Bạn đến buôn tiền làm gì? Vừa bán xe phải vừa phiên dịch. Các bạn vừa bán xe vừa phiên dịch. Đấy. Bây giờ không biết là thủ tục kiểu gì. Đấy. Thủ tục. Ký tên. Mua ô tô. Ô tô. Đây, xem nào. Các bạn nó bảo để xe đạp điện ở đây. Mấy bạn đóng cửa tôi để đây. Ở đây. 5 chiều, 5 giờ chiều quay lại. Ok. Ê. Hả? Mô tô xe ôm. Mô tô à? Các bạn nhá. Mô tô. Hôm nay về sơ đâu tôi phải dừng. Hôm nay về sơ tôi phải dừng. Tiếp một vị khách rất chi là ok. 5 giờ.